Bà nè, bà phải thật cứng rắn nha, thì mới mong bản tính nó thay đổi. Tôi biết rồi mà. Mà sao tới giờ này á, nó còn chưa về nữa kìa. Nó về tới rồi kìa bà. Khang. Dạ. Xuống ngồi đây, ba mẹ nói chuyện một chút. Tới đây ngồi đi con. Con xin lỗi ba mẹ. Con... Con làm cái gì mà phải xin lỗi? Dạ... Tại... Tại con lấy tiền của ba mẹ. Khang à, điều đó cũng không quan trọng bằng việc ba sắp nói với con này. Việc gì vậy ba? Có việc gì vậy mẹ? Con à, công ty của ba con á làm ăn thua lỗ, nhà đất á thì đang bị đóng băng, nợ ngân hàng á đã quá hạn mà không thanh toán được. Ngày mai á ngân hàng họ đến niêm phong nhà mình rồi đó con. Không, con không tin đâu. Mẹ nói có đúng không ba? Ba nói không biết đi. Điều đó là sự thật đó con. Ngày mai chúng ta chuyển về một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô ở tạm. Rồi ba sẽ xin việc khác đi làm. Không, con không tin đâu. Đó không phải là sự thật. Ba mẹ sẽ cố gắng lo cho con mà. Không, ba mẹ đã gạt con, đúng không? Không, đó là sự thật mà con. Ráng đi con. Phòng này á, ba dành riêng cho con á. Ba mẹ ngủ ở trong kia. Đây mà là phòng ngủ hả ba? Con không thể ở một cái căn nhà rách nát như thế này được. Ba mẹ muốn thì ba mẹ cứ ở đi. Con sẽ không ở cái căn nhà này. Con đi đây. Ba cứ để cho nó đi. Để cho đời dạy nó hiểu biết làm người. Tôi sợ con mình á, nó không có chịu nổi sự cám dỗ của cuộc sống ngoài kia không ạ. Tôi sợ mình mất con lắm ông ơi. Mày cứ để cho nó ngã, nó đau, nó hận, thì nó mới hiểu được giá trị được sống, được làm người. Bà cũng được lo quá. Nhưng mà nó biết đi đâu bây giờ, khi mà ở ngoài kia. Bà yên tâm đi, tôi sẽ luôn theo dõi nó mà.
Bà đi nghỉ đi, để đồ đạc tôi dọn cho, để cho bà khổ nữa rồi. Tôi hy vọng cách làm của ông là đúng. Ổn cả thôi mà. Tôi đi nghỉ đi bà. Mình ấm áp chờ bước con về. Tôi muốn cậu đi theo con tôi và hãy bảo vệ nó khi cần thiết. Ông cứ an tâm, tôi sẽ không làm ông thất vọng. À, có gì thì cứ gọi cho tôi nha. Chào cậu. Chào ông. Trôi vào đêm những suy nghĩ tận cùng về tình yêu của em với anh. Khi bờ môi chẳng có khi niềm đau đến trong những nụ cười, chỉ để em an lòng. Alo, em nghe nè. Dạ dạ, em tới với anh liền nè. Anh đợi em xíu nha. Hoa. Thằng Khang hả? Dạ. Em nhớ. Em đợi em dưới á. Em nhớ. Dẫn nó tới sông bà nha. Bây giờ anh cũng qua bên sông bà nè. Okay. Anh làm gì hối em dữ vậy? Anh đang rất chán. Anh rất tươi đẹp à, anh còn có em nữa mà. Không phải chuyện đó, nhà anh bị phá sản rồi. Đi anh. Đi đâu? Em sẽ dẫn anh tới chỗ này, vừa vui mà còn vừa có tiền nữa. Ok, lên xe. Nè, ngồi chắc vô đó. Bữa giờ em đi diễn khác, vui không? Vừa có tiền, vừa có trai đẹp, sao không vui được? Chứ là theo kế hoạch, giờ mình sẽ có được là nhiều tiền. Ok. Ủa, Vinh đâu mày? Vinh nó giận của ai đó, nên không có vào. Bây giờ đi chơi với bạn nó rồi. Mà thôi không sao, không có Trình thì để có Phượng nha. Cứ chơi vô tư đi. Vô đi. Hết nha. Chơi với mày. Anh nhẹ với nhau rồi, theo luôn. Má, tiền gì chó vậy? Ôi, má này mình xin nhé. Chơi được không? Chơi chứ sao không chơi? Tao chơi luôn cái xe với tụi mày. Thôi, tao hết rồi. Mày chơi đi. Thôi mày chơi, tao cũng hết tiền rồi. Ok, tụi mày ngồi đó đi, để tao chơi. Tao còn đi, chơi nốt luôn.
Ok, lần này em lập bài cho anh. Phải hết nha. Anh chia bài đi. Anh đi tao. Có bài đi em. Hôm nay không hay muốn chết đâu. Em xin nhé. Thôi về. Mày nhớ đó, hôm nay mày hơn lên đó. Từ bệnh gian rồi. Mày làm gì vậy? Cua keo này, ta bày keo khác, mày lo gì? Mày nói thì hay lắm. Mày nhìn tao thử coi, còn cái gì mà để bày kèo? Đồng tiền ta kiếm được bằng giọt mồ hôi nước mắt. Cô buông ra đi. Tụi mày đi hết đi. Để tao đi. Em biết không em. Thôi kệ nó đi. Nó còn cái gì nữa? Tụi mình đi làm vài chai. Ok. Từ ngày xưa ngửa tay xin mẹ cha, mà ta đâu có hay, nhưng đắng cay cha mẹ trải qua. Tiền thật là đáng quý, nhưng tình người còn đáng quý hơn. Đừng vì tiền quên đi tình yêu thương em thơ. Ngày xưa ta đâu nghĩ, ta đâu biết sự đời. Tình cứ tiêu nhưng có hiểu ra chỉ đâu. Nhiều khi ta vung tay, ta tiêu rất nhiều tiền vào cuộc chơi đánh rơi tình người. Đời không tươi như hoa, không mang mãi màu hồng. Giờ chẳng tay ta mới hiểu ra gì kia. Giờ thân ta phong ba nghe cay đắng ngập tràn. Thương cha mẹ nhọc nhằn những tháng năm. Tay xin mẹ cha, mà ta đâu có hay, nhưng đắng cay cha mẹ trải qua. Tiền thật là đáng quý, nhưng tình người còn đáng quý hơn. Đừng vì tiền quên đi tình yêu thương em hỡi. Ngày xưa ta đâu hay, ta đâu biết sự đời. Tiền cứ tiêu nhưng có hiểu ra chỉ đâu. Nhiều khi ta vung tay, ta tiêu rất nhiều tiền vào cuộc chơi đánh rơi tình người. Đời không tươi như hoa, không mang mãi màu hồng. Giờ chẳng tay mới hiểu ra chỉ kia. Giờ thân ta phong ba nghe cay đắng ngập tràn. Thương cha mẹ nhọc nhằn những tháng năm. Đừng người ơi
xin đừng như tôi, hãy yêu những gì khi mình có, để đời không lạc lối như tôi, để đời không lạc lối như tôi. Anh uống nước mà chồng. Anh cảm ơn vợ nha. Bữa nay anh làm có mệt không? Anh cũng mệt em à. Cuối tuần này anh ứng lương, anh đưa tiền cho vợ vì vợ mua sách vở cho con. Cũng sắp vào năm học mới rồi. Dạ em biết mà. Em chỉ mong con mình cố gắng học thật tốt để hiểu được sự cơ cực của cha mẹ mà thôi. Nhưng mà em không có được nuông chiều nó nha. Em hiểu mà chồng. Em luôn nói với con rằng kiếm tiền đã khó, nhưng tiêu tiền còn khó hơn. Em chỉ mong con mình nó hiểu được giá trị của đồng tiền thôi. Thì anh cũng mong nó hiểu được giá trị của đồng tiền để nó sống tốt hơn. Mà em cũng để lại một ít tiền để mua một bộ đồ đẹp nha. Dạ em biết rồi, nhưng hôm nào rảnh hai vợ chồng mình đi mua luôn cho nó tình cảm. Ừ. Thank you.
mua bánh bao hả anh? Dạ. Mua cái 15 hay 20 anh? Dạ lấy em cái 15. Dạ anh đợi xíu. Anh kia cơ.